Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình iGroup nhận 200 token APIC từ chạy trên nền tảng TC20 của Chainlink tất cả các bạn. Để tham gia giá các bạn click phần link mô tả, mình mở cái Telegram ra, bấm nút start chat bot nè. Rồi, các bạn bấm vào zone iGroup tiếp tục nữa. Rồi nhiệm vụ đầu tiên của tất cả anh em thường lệ là join kênh group, kênh seller của nó nữa. Join vào bắt đáp lại. Join tiếp nha kênh channel của nó các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nè. Các bạn join tiếp kênh seller đó nè. Rồi các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ username Telegram của bạn, các bạn vào ba dấu gạch vào setting copy username Telegram của bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow the world và tweet nè. Và tweet username đó nghe các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè. Watch, các bạn nhớ cái chữ username của nó chỗ này các bạn. Watch GLL Abit. Watch LL Watch GLL GL. Rồi các bạn like nè. Ủa này nó có link form nữa ta ơi. Chúc mình tìm hiểu được sao nha các bạn. Tôi sẽ trả lời. Rồi các bạn cứ like đi. Rồi các bạn test là bài thứ hai chứ. Số chứ. Bài thứ nhất nha các bạn. Đây là cái bài dự án của người ta. Hãy giúp Telegram. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn, để mình làm sai nó không có trả token các bạn á. Cái bài đầu tiên đi các bạn ơi. Like nè. Rồi các bạn ghi vào a cộng what for WOR. Rồi username này nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Test lại nha các bạn. Rồi các bạn chờ lại một con bot nha các bạn. Nó kêu tờ with username by rim. Để mình vào mình coi các bạn hồi nãy không thấy. Rồi tiếp theo các bạn điền lại một cái username theo word các bạn, hoặc điền link theo word của các bạn cũng được. Cái này nó không yêu cầu MMO các bạn. Rồi các bạn gửi lại cho bot nha các bạn. Rồi các bạn like Facebook và gửi lại like Inter cho Facebook. Rồi các bạn like nha các bạn. Kệ các bạn cố gắng bỏ ra 5-3 phút các bạn làm những dự án các bạn. Khi nào tôi cần về mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn bán sao nha các bạn. Rồi các bạn like, các bạn lướt xuống, các bạn chờ lót dán chút xíu các bạn. Khai trương lựa chọn rút tiền vào ngày 5 tháng 5, thông tin tôi cần. Ngày 5 tháng 5 gì tờ. Rồi các bạn like đi. Like bấm nút chia sẻ tờ. Các bạn like nó một cái nè các bạn. Các bạn chia sẻ công khai luôn đi. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn nhập vào trang cá nhân của mình nha tất cả các bạn. Các bạn nhập vào qua như vậy trên đây nè. Trên đây nè các bạn. Các bạn chờ một chút xíu cái này. Rồi các bạn sao chép vào khai như tạm thôi. Rồi các bạn chờ lại một con bot nha các bạn. Một cái máy này lỡ sao cho tất cả các bạn nữa nha các bạn. Mình tìm một cái máy thiệt chạy thiệt là mạnh luôn.
cứ ghi like rồi các bạn gỡ là được. Rồi các bạn gửi lên đường link bài Facebook mình mà. Bot đứng bot luôn kỹ tạm. Nhưng giờ quay được gạch này thứ cái sao cái đã. Coi các bạn chờ bot lót mắt quan hồi kỹ chứ. Các chai chút. Rồi các bạn gửi địa chỉ di chúc của LED TGC20 các bạn. Bạn dùng địa vị trí cho link cũng được mà cho link các bạn. Vì cái máy mình bị đứng ngoài là lý do là gửi tin nhắn vừa email mà vừa những cái Telegram nó đang chạy hoài các bạn. Chứ không có gì hết. Các bạn thông cảm với các bạn. Rồi các bạn xem. Vì nó gửi tin nhắn mà mình biết đường thông tin cập nhật rút tiền cho tất cả các bạn mà. Rồi các bạn mới xem. Rồi. Rồi các bạn copy các bạn. Copy con chắc của nó. Rồi các bạn chạy với bot các bạn gỡ vào. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào get link để đến ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Bấm lên suy chết số cần. Rồi tốc cần này nó sẽ cập nhật sau vài tiếng đồng hồ nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào quick route. Rồi vậy video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Chị chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Con này nó chưa cho rút tiền các bạn, chưa phân phối đâu.